Chào, tôi là Dân, trưởng nhóm Men Like Game. Chúng tôi là một nhóm gồm 6 thành viên đến từ Học viện Công nghệ Chính Viễn thông. Chúng tôi đã làm việc trong 2 tháng và bắt đầu là game đầu tiên mà chúng tôi làm. Xin chào, tôi là Quang, game designer của Funky. Tôi phát triển ý tưởng và phát thảo về cơ chế game và mọi thứ về liên quan đến UI, UX. Xin chào, mình là Đức Anh. Mình phụ trách phần môi trường và background cho dự án game Funky. Phong cách thì game của mình lấy style, phong cách đi hướng theo phong cách steampunk với những các đặc trưng như là các cái đường ống, động cơ hơi nước, các tàu hỏa, bánh răng của dây xích. Thì phần môi trường mình sẽ có đưa chi tiết đặc trưng nhất của steampunk và lấy nhân vật của game, các sách nhân vật của game làm trung tâm, từ đó xây dựng lên các màn chơi, các môi trường cho game. Thì với mỗi các khu vực khác nhau thì sẽ có các loại nhân vật khác nhau ở khu vực đó, và nó những mang những đặc trưng nhất định rồi. Là Yến phụ trách phần hình ảnh nhân vật cho game, và vào phần này thì mình đã phải nghiên cứu khá là nhiều về màu sắc của game. Mình đã tìm khá nhiều cái hình ảnh tham khảo và các palette màu, phải tìm cách tối ưu màu như thế nào để cho nhân vật mang được hơi được steampunk mà vẫn nổi bật được trên background. Mình là Hiền, mình phụ trách mạng UI cho game Funky. Đây là một game mang phong cách đồ họa steampunk, nên là phần UI cũng phải thể hiện được rõ những đặc trưng của một game steampunk, ví dụ như là những đường ống chất liệu kim loại. Vậy thì trước thì chúng mình cũng đã làm chung với nhau một vài sáng, thì cũng đã hiểu cách làm với nhau. Chúng mình đều là những người trẻ đam mê được đánh nhiều nhất. Chúng mình luôn muốn tạo ra con game cùng nhau, có cùng chung lý tưởng về đam mê. Trong thời gian chúng mình phát triển con game này thì cũng đã được sự giúp đỡ rất nhiều từ thầy cô và bạn bè. Có khó khăn không? Có thì chỉ khăn thì nhiều. Chúng mình thì đều là những người trẻ mà mình thực sự là hơi bỡ ngỡ về dự án đầu tiên này. Về thuận lợi và khó khăn thì thuận lợi thì là bọn mình là một nhóm có những bạn là đã từng chơi với nhau khá là thân, cho nên là cũng dễ làm việc với nhau. Còn về khó khăn thì bọn mình đều là sinh viên và vẫn còn đang vừa đi học vừa đi làm, cho nên là cái quỹ thời gian thì khá là eo hẹp.